Tôi rất vui là hôm nay được tập trung tất cả các cầu thủ. Hiện tại những cầu thủ này thì theo ban huấn luyện chúng tôi đánh giá là những cầu thủ có năng lực hiện tại đang còn tốt nhất, và chúng tôi có nhiều sự lựa chọn ở nhiều vị trí khác nhau. Bên cạnh đó, một cái vui của tôi nữa là các cầu thủ tập trung rất đầy đủ và không có một trường hợp nào chấn thương đáng tiếc. Với tôi, với tất cả các thành viên thì hiện tại thì mới bắt đầu bước vào một chặng đường quan trọng nhất. Tôi nghĩ là mục tiêu và của đội bóng sắp tới là chúng ta phải ngoài cái thời kỳ chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và chuẩn bị tốt cho SEA Games, thì chúng ta tham gia một giải đấu thì chúng ta phải có màu cơ sắc áo và chúng ta phải có cố gắng để lọt vào vòng trong. Liên đoàn đã ký với Instat là họ đã ký hợp đồng với mình và đã cung cấp tất cả những cái thông tin các đội liên quan cập nhật, có thể là tôi gọi là từng ngày một, từng trận đấu họ tham gia thế nào chúng ta cũng sẽ có thông tin về họ. Còn đối với tôi thì tất cả các đối thủ tôi đều đánh giá cao họ, chúng ta không thể chủ quan bất cứ một đối thủ nào cả. Với những tôi nhìn nhận thì một cái lứa của Myanmar cũng không khác gì chúng ta. Bên cạnh đó, Thái Lan và chủ nhà Malaysia, Indonesia, Singapore đều là những đối thủ mà chúng ta không bao giờ, trên theo quan điểm của tôi, thì chúng ta từ tập luyện đóng cửa để làm sao đội chúng ta hoàn thiện mạnh so với mình đã, rồi chúng ta gặp tương đối thủ chúng ta thể tính tiếp.